Đấy, kéo. Ghê vậy? Ghê vậy? Số 16 lo xem đá banh nên bỏ rơi mình rồi, cục 2 thẳng tiến. Ê, toài. Xin chào anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh YouTube của Thiêu Thai Soccer. Và hôm nay là một ngày nhiều mây tại sân bóng TPG. Mình sẽ có một trận banh cùng với mấy anh em Hades FC. Lâu quá rồi không có dịp đá banh chung với Đinh Thành và Khánh Bèo. Lo đá sân cót giang quá, bỏ bê anh em. Nên hôm nay dự kiến sẽ là một trận banh cực kỳ hấp dẫn nha. Let's go! Cá Trình, Đinh Thành, Trung, Toàn, Khánh Bèo với Khánh Quy Ca. Và đây là ghi quay trong clip này. Đó là một đôi giày Rainsport Mundo R size 42. Dành cho anh em nào trả lời hay nhất câu hỏi này nha. Hãy nói những gì mà bạn biết về Đinh Thành Soái Ca từ trước đến nay trên kênh YouTube của Thiêu Thai Soccer. Bèo lên bèo. Đối thủ toàn là các em trẻ trẻ sinh năm 1999 2K không à. Chạy ghê lắm. Hôm nay chắc sẽ mệt mỏi rồi đây. Vừa rồi là mình là động tác giả để quay về nhận bóng ở tuyến giữa, nhưng Bèo không hiểu ý cho khe lên luôn. Sau đây là quả phạt góc, đứng trước bóng đang là Khánh Bèo. Ghê vậy? Trái luôn hả? Ghê thiệt. Tao Bèo ơi. Thôi chung. Cú vô lê quá xịn từ cái chân không thuận của Đinh Thành, thật sự là bất ngờ lắm luôn á. Đó giờ toàn thấy ổng vô lê chân phải không à, lần đầu tiên thấy vô lê chân trái luôn đó. Vừa rồi là động tác giả trước khi nhận bóng của Nhật Trung. Quan sát nào, mà Đinh Thành đâu rồi? Sân này nhỏ quá, đá mà không vô một cái, mất banh phản công cái là thua liền luôn. Vậy vậy. Trái Thành ơi. Một pha xử lý quá kinh của Đinh Thành, rơi bóng qua ba cầu thủ, dứt điểm bằng chân không thuận, vô góc, thủ môn bó tay luôn. Và nãy giờ ông lập cú đúp rồi đó, anh em thấy hay thì nhớ like đăng ký kênh nha. Số 20 nhìn bộ đá có vẻ ok, nên phải theo cầu này sát sao tí xíu. Không, chúng mình. Trời ơi, Tikitaka đang hay quá trời, đến đoạn cuối thì gãy. Qua đầu. Hành. Đang bị đá phạt góc mà thay người là không hợp lý nha mấy em ơi. Chung nhanh. Đáng ngang cho số 7 là Tiêu. Tường. Anh em đã thấy tầm quan trọng của việc làm động tác giả trước khi nhận bóng chưa?
Sợ chúng mấy cái anh em đang ngồi ở ngoài sân nên trái đó mình vô nhẹ nhẹ à. Theo em. Thay tổ thôi nào, đuổi rồi. Busan thì đã 3-5 phút là cạn kiệt sức lực rồi, phải thay ra nghỉ để hồi lại. Nhật Chung đang cắt lên ở đáy biên. Trời. Hồi nãy trời có mưa lâm râm nên mặt sân hơi trơn trượt, dễ té. Lúc này chỗ của Khánh Bèo đã được thay bằng Toàn rồi nha anh em. Đường căng ngang bị bóc bài rồi, nhận banh xong dứt luôn. Ây da, té cái đau đít quá. Cú vô lê của Nhật Chung vô tình đến chân mình, làm gì đây? Tóc tàn. Pha này thì mình hên thôi, tính giữ lại chứ không phải là chuyền đâu. Mà vô tình nó dội hơi xa, đến chân của Toàn rồi dứt luôn. Toàn nó cắt phía sau lưng rồi, em này chỉ còn hướng này để đi mà thôi. Trời ơi. Pha này cắt banh và qua người hay, nhưng cú dứt điểm cuối cùng lại hơi lỗi. Hey, Chung. Chung. Tư thế cài đè này có vẻ độc lạ à nha. À quên nữa, Nhật Chung là cầu thủ futsal chuyên nghiệp nha anh em. Pha dứt bóng đó hay rồi, nhưng mà chân không thuận nên thiếu chính xác. Đi qua lẹ cho tôi đá cái nè. Tiếp Chung ơi. Số 16 lo xem đá banh nên bỏ rơi mình rồi, cột 2 thẳng tiến. Ê, Toàn, Toàn, Toàn. Tốt Toàn ơi. Pha phối hợp quá hay từ Đinh Thành, Toàn và Thierry Style. Vô cái tổ đấu ngon lành, là phối hợp như cái máy. Anh em thấy hay thì nhớ like, đăng ký kênh cho những bàn thắng vừa rồi nha. Ghi bàn xong suýt ôm cái hàng rào luôn. Toàn, 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 Toàn. Qua, qua Toàn. Trời ơi, không vô. Khung thành trống và dứt điểm ra ngoài, cảm giác đó ai cũng sẽ phải trải qua mà thôi. Đinh Thành cũng không phải ngoại lệ. Không sao, không sao. Bên trái có Đinh Thành, bên phải có mình. Số 20 không có đường đi nữa rồi. Không sao. Sau lưng nè, sau lưng nè, sau lưng nè. Thả đây cho Nhật Chung cắt lên dứt. Nãy giờ bên đó thua quá nên giờ đá 5 cầu luôn rồi anh em ơi. Toàn nó che ngoài biên, mình lót ở giữa. Hai, đó. Rồi, rồi, rồi.
Toàn. Quan sát thấy khung thành trống, nhưng mà tư thế này khó, không đá qua đầu được ngay rồi. Giữ lại thôi. Trả về dứt được luôn nè Trung ơi. Cánh. Đi lên Trung. Đội bạn đá 5 cầu nên racing từ từ, không vội được. Về giữa Toàn. Ở đây bật tường được nè. Hồi nãy tính kéo vô một nhịp rồi suốt luôn, mà banh trơn kéo hụt. Trông. Bay lên được Toàn, bay lên. Khép chân che đường truyền ngang, còn trước mặt để hung xù lo. Hãy xù. Trông luôn. Pha qua người La Coretta quá hay của Nhật Trung, một người con đất 78. Ok. Vậy là kết thúc mạng thứ 2 trong trận thi đấu này. Hôm nay mệt quá, đã như đó đủ rồi. Phần còn lại để đồng đội gánh. Đổi luôn chú ơi, đổi luôn anh Toàn ơi. Cho me giữ lại me. Hàng ra giữa kìa, kỹ trước đi. Rõ trước đi, đứng cỡ 4 hàng lúc nào hết. Rồi anh quay người cao. Và 15 phút sau, kết thúc trận đấu với tỷ số 11-3 nghiêng về phía Hades FC. Hai đội bắt tay chào kết và cùng nhau ra quán thôi. Đá bóng giao lưu kết nối tình thân nè. Anh em thấy hay thì nhớ like đăng ký kênh của Thiên Tai Soccer nha.